Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình 101 chuyện của người Việt TV. Thưa quý vị từ tuần vừa rồi cho đến tuần này là có rất nhiều tin tức, có rất nhiều biến động xảy ra nhưng mà uh, có rất nhiều những cái vấn đề người ta hiện nay đang gây tranh cãi ở trên mạng xã hội đó thưa quý vị. Thì ngày hôm nay Hoàng Vy xin phép sẽ được đưa những cái câu hỏi này, Hoàng Vy đã collect lại để uh, hỏi nhà báo Đỗ Dũng và nhà báo Đỗ Dũng sẽ trả lời cho chúng ta. Xin bà, xin chào nhà báo Đỗ Dũng ạ. Chào Hoàng Vy và chào khán giả người Việt TV. Dạ thưa anh, ở cái câu hỏi đầu tiên mà Hoàng Vi nhận thấy là tràn ngập các cái mạng xã hội hiện nay mà người ta trao đổi, người thậm chí người ta giận dữ, có người thắc mắc đó là câu chuyện Twitter khóa tài khoản của tổng thống Trump mà có hơn 88 triệu người theo dõi và đâu phải chỉ là Twitter đâu mà Facebook rồi YouTube rồi có rất nhiều những cái mạng xã hội đồng loạt làm cái việc đó. Thì uh, theo Business Insider thưa quý vị thì trong cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 1 á, ngay sau khi tuyên bố của Twitter như vậy thì giá cổ phiếu Twitter lao dốc tới 12% khiến cho cái định giá của mạng xã hội này bay hơi ngay lập tức. 5 tỷ Mỹ Kim và giá cổ phiếu của Facebook cũng tương tự sụt giảm khoảng 2.14%. Nhưng mà cái việc mà tiền bạc thì uh, chưa phải là cái vấn đề hiện nay. Mọi người đang đặt ra một cái câu hỏi là vì các mạng xã hội khóa một cái tài khoản của ông Trump thì có vi phạm cái quyền tự do ngôn luận hay không? Thưa nhà báo Đỗ Dũng. Uh, câu trả lời uh, tùy theo cái người ta nhìn và tùy theo suy nghĩ mỗi người. Về nguyên tắc thì là không là bởi vì Twitter với Facebook với lại YouTube tất cả các mạng xã hội đó họ không phải là cơ quan nhà nước. Ừ. Khi mình nói uh, vi phạm quyền uh, tự do ngôn luận hay là tu chính án số 1 vân 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 đó thì thường thường người ta nghĩ đến nhà nước một cái thực thể của chính quyền mới làm được cái điều đó. Ví dụ như là ở các quốc gia độc tài hay độc đảng họ kiểm soát uh, báo chí truyền thông, họ kiểm soát hết rồi họ, họ không cho người ta nói cái điều mà họ không muốn cho nói hay là nói chung nói chung là kiểm soát nói là tôi cho nói, anh nói những gì nói họ muốn cho nói mà à, không cho anh, anh nói. tôi 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 quyết định anh nói gì là anh nói cái đó yeah. ở Mỹ thì nhà nước không có quyền làm cái điều đó bởi vì nó đã được quy định trong cái tu chính án số 1 trong 10 cái bộ luật dân quyền đầu tiên của Mỹ ở à, trong 10 tu chính án đầu tiên của Mỹ bây giờ các công ty đó thì họ khóa lại thì nó cũng giống như là chúng ta vô cái tiệm chúng ta thấy thường thường số tiệm nó để cái bảng mà we reserve the right to refuse to serve you. Đấy không? Tức là họ có quyền. Bây giờ ví dụ như uh, tôi vô tiệm của Hoàng Vi Hoàng Vi Bảo tôi không bán nha, anh. có quyền đó. Tôi có thể kiện nếu mà tôi thấy rằng uh, cũng một người như tôi mà một người da trắng vô mà Hoàng Vi ừ. bán ừ. mà tôi da vàng, da đen vô không bán, mặc dù hai người không nói gì cả thì cái đó có thể uh, mình kiện trên vấn đề gọi là chi thị chủng tộc gì đó. Còn nhưng mà rất là khó nói chung là cái người chủ ta có quyền nó thành ra nói là à, bóp nhạc tự do ngôn luận thì nó cũng không đúng cho lắm à, tuy nhiên nhiều người hiểu sai cái chỗ này thì phải nói rõ luôn tự do ngôn luận có nghĩa là chúng ta được bảo đảm có quyền nói bất kỳ cái gì chúng ta muốn bất kỳ cái gì chúng ta không đồng ý với chính quyền ừ. tuy nhiên đã có tiền lệ đã có những cái phán quyết của tối cao pháp viện tự do ngôn luận phải có trách nhiệm cho ừ. cái ví dụ chúng ta đang đứng trong đám đông rất đông người cả mấy chục người cả trăm người cả ngàn người trong cái hội trường đang coi phim trong rồi hát đó là bom 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 có bom có bom mọi người chạy hết đó cũng là một tự do ngôn luận nếu chúng ta định nghĩa nhưng cái tự do ngôn luận nó nó làm ảnh hưởng đến người khác hoặc giả như chúng ta vô cộng đồng do thái chúng ta cầm cái hình hitler đó cũng là một tự do ngôn luận Rồi tôi thích hitler nhưng mà cộng đồng do thái họ sẽ đập mình chết ừ. ra tòa họ không chấp nhận cái chuyện đó hay là có nhiều người mang những hình ảnh Pol Pot vô cộng đồng Cambodia đại khái như thế thì nói chung đó là theo phán quyết của Tòa cao học viện mà đưa ra trước đây tự do ngôn luận tức là anh phải nói cái gì làm cái gì nó phải có trách nhiệm nó không làm thiệt hại đến người khác trong trường hợp này các mạng xã hội lý do họ đóng là họ đóng sau ngày 6 tháng giêng ờ, ngay ngay trong ngày 6 tháng giêng luôn xin lỗi dạ ngay trong buổi chiều hôm đó sau khi có cái vụ mà Tổng thống Donald bị tố cáo là xúi dục bạo loạn và đã có hàng ngàn người ập vào trong quốc hội và đã có 5 người thiệt mạng. Và nếu hôm đó cảnh sát không mạnh tay hay là không có kế hoạch này kia đầy đủ thì có thể đã có một số thành viên quốc hội bị giết chết. Bởi vì chúng ta thấy là họ mang theo cả cái dây thầm lọng để treo cổ. Vâng, đòi treo cổ ông Pence đó. Có một người, hai mẹ con đi mang theo cái zip tie ừ. để bắt người ta rồi cột lại giống như cái còng rồi đó. đó. Rồi họ đi vô trong đó Họ còn la lớn là treo cổ Mai Pen Treo ừ. cổ Mai Pen Rồi họ đi vô phòng hỏi Bà Nancy Pelosi si đâu rồi, phòng bà ở đâu vâng. Đó, thì những cái đó Thì các cơ quan, các công ty truyền thông mạng họ lo sợ vâng. Họ lo sợ là họ có thể bị dính Cái vấn đề gọi là pháp lý Tức là họ truyền tải cái thông tin đó đi. Đúng đi rồi. Bởi vì trước đó Tổng thống Donald Trump đã tweet ra nha, Nhớ nha Ngày 19 tháng 12 ông tweet ra cái tweet là nhớ ngày 6 tháng giêng đến DC be there will be why. là hãy đến ngày đó và sẽ có hỗn loạn yeah. và ngày mùng 5 tháng giêng một ngày trước cái ngày xảy ra chuyện này ông tuyết ra bảo ngày mai tôi sẽ có mặt nói chuyện với quý vị và sau đó trước khi ra đi ông nói là nào bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến quốc hội chúng ta không thể để chuyện này xảy ra là họ ăn cắp cái cuộc bầu cử chúng ta đó ừ. đại khái thế sau đó đi vô tòa ốc nếu mà ông đi cùng thì nó không bị là nói là suối nó còn đỡ hơn nếu mà không đi cùng thì lại bị người ta cho là nó là suối dục vâng. đúng chưa thành ra đó là các công ty các công ty truyền thông họ sợ cái đó thứ nhất là vấn đề pháp lý trách nhiệm pháp lý thứ hai là có thể là vấn đề đạo đức của họ họ không thể chấp nhận cho một người dùng cái phương tiện xã hội dùng cái công ty của họ họ cung cấp nền tảng platform đó, đó cung cấp phương tiện dạ yeah, platform để cho những người trở lại cái ví dụ tôi đi vô tiệm của hoàng vi tôi mua một chai nước ra tôi uống thì sao Nhưng mà mua chai nước ra tôi đập người khác yeah. mà nếu hoàng vi biết được thì lần thứ nhì tôi vô tôi mua chai nước nữa cũng ngày hôm sau tôi mua chai nước cũng nữa. hoàng vi sẽ không bán vâng đó, đó là câu chuyện Nói như vậy nôm na là bây giờ anh bước vô cái sân nhà của tôi thì anh phải chơi theo cái luật của tôi mà nếu như và nếu như mà tôi mà gặp những cái rắc rối hoặc là có những cái vụ kiện tụng gì đó diễn ra từ sân nhà của tôi thì tôi cũng sợ cho nên đó là lý do mà các mạng xã hội người ta mới phải chặn trước đúng đúng, mà. Đúng, đúng đúng nhưng mà thực tế thì, là mạng có... xã hội nó cũng giống như là sản phẩm của hoàng vi bán đó thôi vâng nhưng mà thực tế là đã có những cái uh, hậu quả đó chứ anh ví dụ như cái thông tin vào ngày thứ sáu ngày hôm thứ sáu hoàng vi đọc thấy có một cái cô là Uh, nhân viên địa ốc ở Texas đã bay máy bay riêng đến Washington DC trước khi bay cổ để lên trên Facebook Facebook đó, cô nói là mọi người ơi hãy đến đó đi, tổng thống Trump cũng ở đó rồi. Uh -huh. Và khi cô bước vô cô livestream cái video đó, cô nói sống hay chết không còn quan trọng nữa, mà uh -huh. uh -huh. vấn đề là chúng ta phải bảo vệ nước Mỹ. Và uh -huh. dạ, có phải vì đó là những lý do đó? Vì đó, nó nó vâng. nhiều lý do lắm mà nó không phải là chỉ ngày 6 tháng riêng đó mà nó nó đã trước đó rồi. Tại vì trước đó đó. Chúng ta để ý đó, những cái gì Tổng thống Donald Trump tweet ở trên Twitter mà nói là bầu cử gian lận hay, Twitter họ đều có để cái dấu chấm tan vâng. Họ cảnh báo là cái này còn đang tranh cãi yeah. Còn trước đây vào khoảng tháng 5 năm ngoái Ông tweet, tweet là bọn côn đồ Mà không có vinh danh, không có tưởng nhớ, giọt Floyd đàng hoàng không? Tôi đã nói chuyện với thống đốc team Walsh của tiểu bang Minnesota Sẽ đưa lính đến để kiểm soát tình hình nơi nào có khối của nơi đó có nổ súng vâng. thì cái đó bị Twitter họ chặn ngay họ chặn nhưng mà họ cũng không có chặn hết họ chặn họ che đi thôi tức là mình muốn coi thì mình phải đọc cái 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 cái, cái báo cáo cái cái phải báo cáo cái, cái cái cảnh báo của họ của họ rồi mới vô đọc được hay là ví dụ như ông Steve Bannon là một cựu chiến lược gia của tổng thống Donald Trump ông tweet ra bảo vậy là cái ông Christopher Ray đó ừ. giám đốc FBI và cái ông bác sĩ Anthony Fauci đó cần phải bị chặt đầu và hai cái đầu đó phải treo hai bên tàu ốc thì Twitter họ chặt ngay và họ xóa họ không cho ông này xài Twitter luôn nó quá rõ ràng là hành động kêu gọi giết người vâng à, thưa thưa anh Dũng nhưng mà như vậy thì anh nghĩ là sau cái sự kiện này đó thì cái này là Facebook và Twitter sẽ có đối diện với sự khó khăn nào về mặt pháp lý, ví dụ như là về phía ông Trump sẽ kiện ngược lại hay không? Chúng ta thấy về cái mặt uh, hậu quả là họ cổ phiếu của họ bị sụt giảm rồi nè rồi hoàng vi thấy không chắc là anh cũng thấy là trên facebook mọi người những người ủng hộ fan cứng ông trump đó kêu gọi là chúng tôi sẽ đóng facebook từ 7 giờ sáng ngày ừ, thứ bảy tuần này tẩy chay facebook, dạ. yeah nhưng mà tẩy chay có hai ngày nhà anh được dạ. vô lại vậy thì anh nghĩ rằng là những cái mạng xã hội như facebook, twitter sẽ đối diện những sắc rối về pháp lý từ phía ông trump hay không? À, không câu trả lời là không là bởi vì nó có cái mục 230 trong cái luật 1996 theo đó cái luật đã soạn năm 1996 đó là ban đầu người ta bảo là uh, nếu mà các công ty truyền thông, công ty mạng xã hội đó mà chặn uh, của người ta thì như vậy là vi phạm tự do ngôn luận của người ta. Nói là chặn mà chặn chặn tràn lan đó. Có nghĩa là thích thích cái gì cho cho viết ra không thích không cho. Thì sau đó đó nó có section 230 vâng. là nói rằng là các công ty truyền thông phải để cho người ta bày tỏ chính kiến. Nhưng nếu thấy có những cái điều nào mà người ta viết lên mà nó rõ ràng là nó gọi là báo động hoặc là giết người hoặc là kích động gì đó thì có hai hình thức một là mình xóa đi luôn hai là mình để cảnh báo thì đó là cái điều mà ở uh, Facebook và uh, Twitter họ làm lâu nay đó lý do tại sao tổng thống Donald muốn bỏ cái điều khoản đó yeah. trong cái dự luật quốc phòng 740 tỷ mà quý vị nhớ hồi cuối năm ngoái ông đã phủ quyết và sau đó bị lưỡng viện quốc hội chặt cái phủ quyết đó, đó trong đó thì có một cái cái đó kẹp trẻ uh, em vô đó, đó kèm trẻ em vô, đó là lý do tại sao mà tôi nói là mấy công ty này sẽ không bị kiện là như vậy vì nó có cái điều khoản nó bảo đảm rồi. Vâng, thì những người ủng hộ tổng thống Trump là bây giờ không theo dõi Twitter, Facebook và rủ nhau qua Parlor. Uh -huh. nhưng Parler mà cũng bị chặn luôn. Yeah, Amazon đã đóng cái platform uh -huh. đó và không thì Parlor đã kiện Amazon ra tòa uh -huh. án ở uh -huh. Seattle rồi, uh -huh. nhưng mà Amazon cũng trả lời là trời chúng tôi thấy Parlor cũng để tràn ngập những cái thông tin yeah. về bạo lực Cho yeah. nên lý do đó mà chúng tôi đóng Và bây giờ chuyển sang một câu hỏi thứ hai Thưa quý vị mà cũng trong tuần này Hoàng Vi cũng có thấy thông tin là Cái uh, ngân sách của Mỹ Thưa uh, anh Đỗ Dũng người yeah. ta vừa mới đưa ra một cái thông báo Một cái con số là Cái thâm hụt về ngân sách của Mỹ vào tháng 12 năm nay Là lên đến 144 tỷ Mỹ Kim So với tháng 12 của năm 2019 Thì là 13 tỷ Mỹ Kim mà thôi Thì chúng ta cũng hiểu mà là vì đại dịch xảy ra và nó 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 ảnh hưởng dây chuyền lên về kinh tế về việc làm nhưng mà bên cạnh đó thì người ta cũng đưa ra một cái con số là uh, cái uh, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ dự kiến chiếm 98% trong năm 20 và đánh dấu tỷ lệ thâm hụt phần trăm cao nhất kể từ năm 1945 bên cạnh đó là cái biểu đồ chi tiêu ngân sách thì người ta nói là cái việc mà Mỹ chi cho quốc phòng, an sinh xã hội và cơ quan chính phủ thì tăng 61%, nhưng mà chi tiêu vào giáo dục và hạ tầng cơ sở là giảm 13%. Hoàng Vi đưa một số cái thông tin như vậy để có một câu hỏi người ta đặt ra là nghĩa là ở dưới thời Trump ấy, thưa anh Dũng thì cái kinh tế ở tầm vĩ mô là không tốt hơn cũng như cái lời hứa mà lúc năm 2017 ông Trump ông chấp chính ấy, có hứa là sẽ trả hết nợ công thì như vậy qua cái một một cái thời gian như vậy bây giờ người ta nhìn lại những con số đó thì người ta nói là những cái lời hứa như vậy là là đã 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 không được thực hiện và cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì cái cái nhãn hiệu cái brand name á của ông Trump là một vị tổng thống mà làm kinh tế rất là tốt sẽ lèo lái kinh tế của Mỹ đi lên như vậy á, thì là đúng hay sai? Ờ, cũng khó nói vì nó có cái yếu tố Covid-19 ở trong đây. Vâng. À, ông Trump thực ra ông nói là cho ông 8 năm ông sẽ xóa hết nợ của gia và vâng. cân bằng ngân sách nhưng mà mới 4 năm thì giờ ông không tái thắng cử thành ra cũng khó nói à. bởi vì nếu như vậy đó thì có thể nói nếu mà ông ở 4 năm nữa có thể ông làm cân bằng ngân sách đúng không nhưng mà bây giờ ông không thể ở thêm 4 năm nữa thì mình không nói được nhưng đây tôi chỉ đưa ra những con số để quý vị thấy thôi vâng. là cái thực ra cái thâm dụng ngân sách hồi nãy uh, hoàng phí đã bao nhiêu năm năm hai là bao nhiêu dạ năm 2020... hai nghìn cái dạ. đó là cái tháng thứ 12 thôi bà. Dạ tháng 12 là 144 tỷ. Đúng rồi, tỷ. tháng 12 thôi chứ nếu mà tính cả năm nó phải hên nó phải là cỡ 4 5 ngàn tỷ. Dạ. Là bởi vì cái cái Covid-19 này kỳ vừa rồi không đó là đưa ra là đã cỡ 5 ngàn tỷ rồi. Và người ta nói năm 2021 là Mỹ sẽ nợ mà còn lớn hơn tổng GDP lại. Đúng, CP đúng, đúng. Đúng như vậy. Thì bây giờ tính đó, cái ngân sách đó ờ uh, văn phòng uh, nhân sách quốc hội gọi là CBO đó, họ dự trù, họ đoán đó cái mà ngân sách năm 2021 đó thâm thủng tới 2.100 tỷ đô la, ừ. 2.100 tỷ đô la đó, ừ. đó trước khi mà bị uh, covid 19 đó, năm 2020 nó chỉ có 1.100 tỷ thôi, tức là mình thấy là tăng thêm khoảng 1.000 tỷ nữa đó, bởi vì tại sao mặc dù mỹ đã chi ra khoảng 4.000 tỷ đi mà đã có cái tiền cũ rồi thì ra nó họ trừ bù, bù qua sức lại nó là như vậy uh, và còn số này bây giờ đó nếu mà trong những ngày tới vừa rồi mình phải cộng thêm 900 tỷ nữa. Rồi sắp tới đây mà ông 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 đó, ông, ông, đó. ông ông Biden ông xin thêm ngân Đó. là câu đó. hỏi mà câu thứ ba Hoàng Vi sẽ đặt nhưng mà anh Dũng như vậy cho Hoàng Vi hỏi tiếp, anh trả lời tiếp là như vậy thì cái cái lời hứa của ông Trump đó và cái danh hiệu mà người ta nói là ông là một cái tổng thống mà làm kinh tế giỏi thì như vậy là ông có phát huy tối đa cái năng lực của ông khả năng Ờ không? như tôi nói là không có trả lời được là bởi vì nó có cái Covid-19 vô thì có thể là nhiều người đồ thừa ô tại có covid 19 nếu không có covid 19 thì không bị như vậy là phải để cho tổng thống trump làm thêm một đúng năm. rồi đó ông nói là phải cho tới 8 năm nhưng mà khi mà ông nói 8 năm là ông không tính cái covid 19 thì bây giờ nếu tính covid 19 vô đó thì lại phải tính vô nữa là cái khả năng ông điều gọi là là điều hành đất nước trong covid 19 nó như thế nào đó là đó lại qua một câu hỏi khác nữa đó thành ra cái này rất khó trả lời nếu giả sử không có covid 19 thì mình đánh giá nó dễ hơn rồi bây giờ có Covid-19 Thì lại phải đánh giá qua cái khả năng của ông điều hành đất nước trong thời kỳ Covid-19 Thì cái đó nó lại không có cái thước đo nào để đo hết Vâng đó. Và chúng ta chỉ biết rằng là gì Ông có nói dối người dân Trong cái chuyện đó là ông bảo là Covid-19 không sao cả Thì không biết vì cái nói dối đó mà nó làm cho người ta coi thường Để bây giờ nó bị nặng hơn hay không mình không biết Nhưng mà có nói dối Vâng và ông đã gián tiếp xác nhận cái đó với ký giả Bob Woodward của tờ Washington Post Điểm thứ hai đó là ông đã không có thống nhất được tận dụng được cái khả năng lãnh đạo của ông để phối hợp với 50 tiểu bang để làm công việc được tốt hơn. Điển hình là ông ông trừng phạt các tiểu bang dân chủ. Ông thoải mái với các tiểu bang cộng hòa, các tiểu bang cộng hòa thì ủng hộ chính sách của ông là không đeo khẩu trang, nghĩa là không khuyến khích người ta đeo khẩu trang. Đó, đòi mở cửa nền kinh tế. Còn các tiểu bang dân chủ thì họ không đồng ý cái nó đi ngược lại thậm chí ông còn khi mà các tiểu bang mà đóng cửa để bảo vệ sức khỏe người dân của bảo là giải phóng đi ra đường à. đó là giải phóng tiểu bang và sinh nhà tiểu bang Michigan tiểu bang Minnesota thì không biết là những cái đó nó có phải ảnh hưởng không bởi vì nó về một cái phạm trù chúng ta không đo được nhưng mà cái phát biểu là có vâng còn bây giờ khi mà nói đến tiền bạc nói đến con số thì rất là khó nói là bởi vì nó có covid 19 vô thì chúng ta vẫn phải nói cho rõ là cái ừ. chuyện mà covid 19 chín thì không phải là do ông trump tạo ra mà Đúng những rồi. người fan cứng của ông trump thì cứ à. nói là tay sao cứ đổ lỗi nhưng mà không, cái cách không mà phải, ông không điều phải. hành đức nước vượt qua Đúng. cái cơn đại dịch đó thì là ông phải có trách nhiệm trong đó nhiệm trong ông đó. phải có trách vâng. nhiệm đó bởi vì ông là tổng thống của, của nước mỹ vâng ông phải có trách nhiệm còn nhiều người đã bảo là ô là do trung quốc hay là ở đâu đây không cần biết ông là tổng thống mỹ ông có đầy đủ quyền hành trong tay không thì ông phải chuyển trách nhiệm một phần nào đó và có phải vì như vậy mà nó làm cho tình hình kinh tế tệ hơn hay không làm cho nợ quốc gia là hay là ngân sách nó bị giảm hay không cái đó phải có nghiên cứu đầy đủ. Vâng, vậy bây giờ mình chuyển sang cái câu hỏi hồi nãy anh Dũng uh, đang nói đó, thì với cái tình hình mà nợ công tăng chót vót như vậy và sắp tới đây vừa rồi ông ngày hôm qua chúng ta thấy là ông Joe Biden vừa mới đề xuất một cái gói cứu trợ lên đến 1.900 tỷ uh, thì theo anh thì cái việc này nó có cái đề nghị này nó có sẽ được chấp thuận hay không và cái tính hiệu quả của nó tới đâu và cái điều quan trọng là nó có sẽ làm cái thêm cái cái như là cái túi nó đang đang lủng nó sẽ bị lủng to hơn hay không hả anh? Chắc chắn là lủng to hơn rồi bởi vì theo cái uh, ngân hàng trung ương cho biết là hiện nay cái số nợ của Mỹ đó nó tương đương là một người dân Hoa Kỳ nợ tới 23.500 đô la. Nếu như chi thêm nữa con số có thể lên tới 25 26.000 tại mình lấy mình cái như mỗi người được. trong cái cái, cái, cái gói cái cầu kinh tế là mỗi người được thêm ngàn tư là chưa kể những khoản khác nữa là mỗi người sẽ đổ đồng ra cứ một 900 tỷ đổ đồng cho hơn 300 triệu dân mỹ thì nó vào khoảng chừng một người mấy 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 ngàn đó mình không biết nhưng mà đại khái cái số tiền này nó tăng lên Và bây giờ câu hỏi lớn nhất là liệu ông có thông qua được cái này không rất khó trả lời ở chỗ này ông trong những ngày tới ông đưa ra cái đề nghị đó mình mình khoan nói bên đầu ủng hộ không ủng hộ nha ông phải làm việc với hạ viện và ông phải làm việc với thượng viện mà thượng viện á thì ngoài cái chuyện đó họ sẽ còn phải làm thêm cái chuyện là gì chuẩn thuận cái thành phần nội các cho ông nó khoảng cỡ 16 người vâng. tốn thời gian của các thượng nghị sĩ điểm thứ ba nữa là có thể là họ là tiến hành chất phế ông trump trong thời gian tới nữa sau ngày ông biden lên làm tổng thống như vậy thượng viện sẽ làm ba việc một lúc lịch trình dây đặc Hạ viện chỉ làm có một việc thôi Mà ở thượng viện á, nếu mà tính tuổi á, thì họ lớn tuổi hơn hạ viện cái tuổi trung bình đó, đa số là U70, U80, U90 không à ừ. là họ, Thì cái sức khỏe của họ nó cũng có giới hạn Thì đó là cái vấn đề mình nói là kỹ thuật Hồi ủng hộ đó Thì những người đảng Dân Chủ hôm trước họ ủng hộ hoàn toàn cái chuyện cho 2 ngàn tức là, tức là 600 cộng ngàn tư Nhưng bây giờ đó là chính họ nắm cái thượng viện thì không biết họ vâng. có dám hay không. Vâng. Đó, đó, đó không có cái kẹt cái đó. Rồi bây giờ đó sau ngày 20 tháng giêng là thượng viện sẽ do đảng dân chủ kiểm soát. Đúng không? Nói chung đảng dân chủ sẽ kiểm soát cả ba nơi: hạ viện, thượng viện và uh, tòa bạch ốc. Nếu mà không khéo đó thì có thể là nước Mỹ sẽ bị nợ nặng hơn và rất khó để mà hồi phục lại. Còn nếu bây giờ chi cái số tiền nó mà chi đúng đó thì mới hồi phục lại được. Thành ra cái rất khó mà trả lời tôi nghĩ đó nếu mà được cùng lắm đó có thể là ông Biden đưa ra giá 1 900 có thể là họ cho 1 ngàn Dạ vâng Nghĩa là giống giống như kỳ trước đó, đòi đó là bà bà Nancy Pelosi bắt đầu bắt đầu tới 3 2 Sau đó Cuối cùng 2, xuống 2 ngàn rồi cuối cùng là còn cái 900 Thưa nhà báo Đỗ Dũng, 2 phút trong vòng 2 <laughs> phút Tại vì hồi nãy anh có đề cập tới một cái ý là cái chuyện mà luận tội Tổng thống Trump Và bây giờ à. đang chờ là Thượng viện sẽ trở lại vào ngày 19 tháng 1 để có thể tiến hành cái phiên đó thì Nhân anh nhắc về cái chuyện đó thì trong 2 phút anh có thể trả lời một cái câu hỏi cuối cùng là nếu mà cái phiên họp này xảy ra ở Thượng viện thì theo anh nghĩ là có đủ số thượng nghị sĩ để đứng ra để say yes với cái việc luận tội này hay không? Và ví dụ như những cái người mà ủng hộ việc luận tội đó thì cần những cái đòn bẫy nào để cho những cái thượng nghị sĩ người ta dám đứng ra người ta sẽ làm cái việc đó? Bởi vì ông Mitch McConnell trong tuần này ông nói là ông để cho mọi người tự quyết định dựa trên lương tâm của mình. Uh, vâng, mới mới đây thì ông có nói rằng là theo tờ New York Times là ông ủng hộ cái chuyện mà luận tội bên Hạ viện. Và đây có thể là cái dịp để bứng ông Trump ra khỏi Đảng Cộng hòa luôn. Đó là theo ông nói như vậy. Nhưng ông không có chịu uh, cho xử liền. Ông để nó đi từ từ thì sau ngày 20 tháng Giêng ông sẽ không còn kiểm soát thực viện nữa mà là ông chấp xâm mờ kiểm soát. Thì bây giờ ông nói ông muốn nghe thêm muốn coi thêm bằng chứng. Đó. Thì bây giờ thế này. Uh, FBI và bộ tư pháp đã vào cuộc rồi, đang điều tra cái vụ mà xảy ra ở quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng. Để xem xem ông Trump có đóng vai trò gì trực tiếp trong đó không. Gián tiếp thì là có rồi đó. Họ muốn điều tra xem là đây có phải là một cái uh, tội mà được tổ chức hay không. Ở bên Hạ viện ngày hôm nay người ta cũng đang bắt đầu đòi mở điều, cuộc điều tra. Bởi vì người ta nghe nói là có một vị uh, nữ dân biểu của đảng Cộng Hòa ngày mùng 5 tháng giêng dẫn một số khách đi vô trong đó mang tính cách giống như là thăm dò Bà đó. Đợt, yeah. đó thành ra đó người ta đang coi và người ta đang điều tra hết cái này thì ông Mitch mà muốn coi coi kết quả điều tra như nào sau đó mới quyết định và nếu ông Mitch mà mà ông quyết định mà ông thấy là rõ ràng tổng thống Trump có tội trong đây đó thì ông sẽ bỏ phiếu chốt phế thì lúc đó các vị thượng nghị sĩ cộng hòa có thể cũng đi theo ông luôn cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, có thể nói sau ngày 20 tháng Giêng là 50 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, 50 thượng nghị sĩ Dân, dân Chủ. Dân Chủ thì chắc chắn là 50 người đồng ý rồi. Thì cần có thêm 17 người nữa là 67 người mới chốt phế ông Trump được. Thì cho đến giờ phút này người ta nhìn là có vẻ như bên Cộng Hòa mới được có 4 thôi. Đó là bà thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska. Ờ, ông thượng nghị sĩ Pat của tiểu bang uh, Nebraska. Ông thượng nghị sĩ Pat của tiểu bang ở ờ, Pennsylvania, ông thượng nghị sĩ Mitt Romney của tiểu bang Utah và có thể có thêm bà Susan Collins của tiểu bang Maine đó là có thể mới có 5 người là vẫn còn phải 12 phiếu nữa. Yeah. Nếu 5 người đó đồng ý thì nó tùy ở cái ông Mitt McConnell ông sẽ coi xem là như thế nào ở kết quả điều tra của FBI và Bộ Tư pháp ra sao rồi có lẽ lúc đó mới quyết định thì cũng quyết định thì có lẽ là những người khác cũng theo luôn vâng chúng ta phải chờ chúng ta đó. phải đợi coi Đà. cái diễn tiến xảy ra như thế nào à, vâng thưa quý vị vừa rồi là một số cái vấn đề mà chúng tôi đưa ra trong cái chương trình một lẻ một chuyện và nếu quý vị có những cái thắc mắc nào có thể comment vào dưới cái chương trình để mà chúng tôi có thể giải đáp trong chương trình kỳ sau xin cảm ơn nhà báo đỗ dũng và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại